tất cả các bạn. Ngày hôm nay hàng gỗ tròn tiếp tục về tại bãi gỗ của nhà bác Quang Chiến ở bãi ổi Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang nhé mọi người nhé. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn những cây gỗ hàng về. Nó rất là dài luôn. Có những cái cây mà nó đã để và cắt ở đây nhiều đoạn rồi ấy. Thì đây là của lô trước. Đấy, lô cũ. Hàng cũ bán hết rồi mọi người ạ. Bây giờ sẽ là hàng mới về hàng nhá. Các bạn nhìn thấy cái cẩu này rất là to chưa? Nó to tới mức mà cái dây cáp để cẩu cái khúc gỗ này nó to đùng luôn ấy. Nó nặng lắm các bạn, nó nặng mấy chục cân của cái cáp này luôn, nếu mà tính tổng cái cáp luôn đấy các bạn. Đây. Ơi, ui, mới hạ xong một cây này nhá. Cây này dài chưa? Cây rất chìa dài luôn này. Đấy. Cái này cây này mà mọi người đang ngắm để mà làm gọi là gì nhỉ? Cái vòm là một này. Với cái gì mà ở trên trên cái nhạc cổ mà nó cần cái sự cong cong mà Vân bán nhiều ngày mà tự dưng nay Vân quên mất nhỉ? Đấy, thì những cái cây mà nó có cái độ cong như này ấy thì làm vòm này với là làm cái gì nhỉ? Ở cái bộ phận của nhà mà cái gì mà kẻ, nó cần cong nhỉ? Cái kẻ à? Cái kẻ tưởng là nó phải thẳng tưng nhỉ? Còn có một cái gì cong ấy nhỉ? Ở bộ phận ngôi nhà ấy nhỉ? Tự dưng Vân lại quên mất, Vân sẽ bao nhiêu cho khách hàng luôn ấy. Đấy, thì cái dáng của cái cây này rất phù hợp luôn nha mọi người nhá. Đây, còn tiếp chúng ta sẽ đến với cả cái xe hàng tiếp theo này. Hôm nay có mấy xe về cơ. Nhưng mà nó đỗ ở ngoài đường cái kìa, tí nữa hạ xong từng xe một sẽ kéo vào đây. Đây Vân đi. Đây trong kia thì là máy xẻ nha mọi người nhá. Đây nhá. Đấy. Đây là một xe đầu tiên. Tí nữa sẽ hạ đến xe số 2, số 3. Đấy, thì Vân sẽ lại quay tiếp cho các bạn nhé. Đây nhá mọi người ơi, Vân đã tìm thấy một cây thẳng như cái bút chì đây rồi. Đây, cái cây này vanh chắc tầm 260. Dài nó phải hết cái thùng container này, nó phải tầm 15 mét luôn. Đấy, mọi người thấy không? Cây này cũng là một cái cây mà các bạn sẽ cột nhà là tuyệt vời luôn rồi. Đây, một số những cây đã hạ được trên bãi ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người cần mua gỗ tròn, hàng mới về, liên hệ ngay tới xưởng gỗ nhà bác Quang Chiến ở 332 bãi ổi Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Số điện thoại 0912 190 886 ạ. Vừa vừa này, 245 này, 264 này, 268 này. Đó. Cây này mà xẻ cột nhà thì thôi rồi luôn. Quá là thẳng tưng luôn rồi. Đấy, như vậy là các bạn một cái bộ phận của ngôi nhà là có cột, có kèo, có kẻ, có mái hiên. Phần cong cũng có, phần thẳng cũng có, đã đủ hết rồi. Trong một cái xe hàng này luôn rồi. Vâng, thưa các bạn, xe số 2 đã tiến vào trong bãi và chuẩn bị được hạ hàng tiếp tục nhé mọi người nhé. Xe số 1 thì là những cái cây mà nó nhỏ, nó vừa vừa, nó dễ để cho những khách hàng, những cái túi tiền mà nó vừa phải ấy, thì chúng ta mua, chúng ta xẻ cửa này, xẻ cột nhà này, rồi xẻ kẻ này, xẻ keo này. Đấy, còn đây sẽ là một cái xe hàng với những cái khúc to hơn để các bạn mà xẻ những cái việc to hơn. Đây, cái xe này vanh to. Vanh to hơn rất nhiều luôn này. Đây có cái anh đang ngoắc cái xích ở đây to. Anh ấy đã béo thế rồi mà cái khúc gỗ nó còn to hơn cả anh ấy rất là nhiều. Đấy, cao chưa? Đây, người nhìn này, bắt đầu hạ cây to đầu tiên của cái xe này luôn này. Đường kính của cây này 116 luôn này. Đó, cây chuẩn bị hạ trên xe đầu tiên này. Mình đoán cái này nó dài tầm 7 hay 8 mét gì đấy, nửa cái container này, nửa cái xe đầu kéo này. Đó. Cái này rất là nguy hiểm luôn này. Để đứng xa xa ra. Đây. Các bạn nhìn thấy mấy vết đục bốn cạnh chưa? Cây này rất khá là mỏng luôn này. Đó.
đang xuống bãi rồi. Bây giờ đi ra bãi xem nào. Đấy, các bạn nhớ nhá, xưởng nhà bác Quang Chiến ở 332 bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, quốc lộ 31, đường vừa làm xong đẹp cực kỳ luôn, bãi vừa làm xong cũng sạch cực kỳ luôn. Đây cây này, đây cây này tròn lặn mình luôn đấy, da rẻ, một trong những cây đầu bãi luôn đấy nhá. Quấn banh luôn này các bạn này. Nó lăn đấy. Sao cây to lại trồng lên cây nhỏ đấy anh không? Chứ phải chèn nhiều vào sân bê tông này nó trơn lắm. Đây mọi người ơi, đã hạ xong xe thứ hai và thấy rất là nhiều những cái khúc mà nó nổi trội lên, nó to hẳn lên luôn đi, mà nó dài thẳng tưng luôn đây này. Đây mọi người nhìn thấy chưa, nó vào tận cái vỉa của cửa hàng luôn này, và nó dài nó tít ngoài kia luôn này, chắc phải 15 mét, 15-18 mét đấy. Quay điện mới tổ tổ rồi xe ra, xe ra này cắt tầm 26 này. Bây giờ đang chuẩn bị chờ xe thứ ba ra nhé. Đấy, rất là thẳng luôn các bạn ơi. Chắc là Vân sẽ xuất bản video khi mà đã hạ được hai xe để cho mọi người biết là báo hàng về. Sau đấy thì sẽ là những cái video tiếp theo, sẽ những cây gỗ và hạ của những xe tiếp theo nhé mọi người nhé.